Tem SPCN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPCN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Nhân viên quan thuế tịch thu gói chim chết từ hành khách đi từ Trung Quốc. Các nhân viên quan thuế Hoa Kỳ cho hay là họ bắt giữ một gói chim chết trong hành lý của một hành khách tại phi trường Washington Dulles, đồng thời cho biết thêm rằng người này mới đi từ Trung Quốc đến Hoa Kỳ. Theo cơ quan quan thuế và bảo vệ biên giới Hoa Kỳ, tức là CBP, hành khách này đến từ Bắc Kinh vào cuối tháng 1 và đang trên đường đến một địa chỉ ở Prince George County, Maryland. Sự việc này diễn ra trước khi các viên chức Hoa Kỳ áp dụng các hạn chế đi lại vào đầu tháng 2 đối với hành khách đến từ Trung Quốc để hạn chế sự lây lan của coronavirus. Các nhân viên quan thuế tiến hành kiểm tra hành lý, tìm thấy một gói có hình của một con mèo và một con chó mà hành khách tuyên bố là thức ăn cho mèo. Nhưng thay vào đó thì các viên chức hải quan phát hiện ra hành lý thật sự có chứa một đàn chim nhỏ có độ dài khoảng từ 2.5 đến 3.5 inches. Các nhân viên quan thuế lưu ý rằng chim từ Trung Quốc không thể được nhập cảng vào Hoa Kỳ do mối đe dọa tiềm tàng rằng chúng có thể mang theo một dạng cúm gia cầm từng tàn phá các trang trại gia cầm Trung Quốc trong những năm gần đây. Vào hôm thứ Hai, 10 tháng 2, thì chính quyền Trung Cộng báo cáo trường hợp đầu tiên nhiễm bệnh cúm gia cầm H5N6 tại một trang trại gia cầm ở tỉnh Tứ Xuyên, giết chết hàng trăm con chim. Nhiều ngày trước đó, thì loại cúm gia cầm tương tự được phát hiện ở Thiên Nga tại Tân Cương. Tem SPCN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPCN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.